Ba. Trời đất ơi, ăn cái gì ăn hoài vậy con? Mới ăn tiếng hồ và ăn nữa. Ngày chắc mày ăn 5-7 bữa quá hả? À, ăn 5 bữa chính, 3 bữa phụ mà. Trời ơi, con có làm cái việc gì nặng nhọc đâu hả? Mà con ăn hoài, nhìn con ăn như con hợi ăn. Thôi kệ đi ba, để anh ăn đi. Bữa hôm nay là bữa cuối cùng của anh rồi. Trời ơi, cái gì đâu nói giống như anh sắp sửa ra pháp trường như vậy em. Chứ không phải hả? Ngày mai là anh xét nghiệm máu rồi. Đúng rồi, trời ơi, con Hoàng Anh nói mới nhớ. Dạ. Đúng rồi. Nghĩa là ngày mai xét nghiệm máu, nghĩa trong vòng 12 tiếng không được ăn cái gì hết. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây, mẹ tịch thu. Mẹ tịch thu cái tô mì này, không có được cho ăn. Mẹ, trời ơi, đang đói bụng mà. Nè, sao xét nghiệm hoài vậy con, lâu lâu một lần thôi chứ mỗi năm mỗi xét là sao? Thì tại ảnh nè, mấy năm trước cũng vậy. Cứ 2 tiếng mà ăn lần, 2 tiếng ăn lần có xét nghiệm được đâu. Ăn hoài. Mẹ. Hử? Mẹ canh chừng ổng giùm con nha. Đừng cho ăn uống gì hết, trừ nước lọc thôi nghe mẹ. À. Thôi, con lên lấy đồ con đi làm đây. Nhớ nghe chưa, không ăn uống gì hết nghe chưa. Có ăn cái gì đâu, ăn có tô mì cũng không yên nữa. Đây, đây là cái khẩu phần chiều nay và sáng mai của con đó. Uống nước lọc đi, để cho sạch sẽ, để mà xét nghiệm. Mẹ. Nguyên một cái tô thịt kho nhìn đã quá mẹ. Ngon không? Dạ quá ngon rồi mẹ ơi. Hoàng. Gì vậy? Chỉ nhìn bằng mắt không được ăn. Tại vì cái tô thịt kho hộp vịt này á, mẹ làm để đem qua cúng bà Tư. Con ăn một trứng thôi mẹ, một trứng thôi. Hoàng, nếu như con muốn ăn, hãy nhìn cái bảng kia. Những điều nên nhớ, con đã đánh mất tuổi trẻ vì một cái trứng gà. Anh. Dạ. Đợi mẹ. Wow. Nè, bóc một trứng, ăn no lấy sức đi thi nghe không? Dạ con cảm ơn mẹ. Ừ, nhớ nghe không? Dạ. Thì chơi giỏi nha con. Dạ. Thuộc bài hết chưa? Trời ơi, con thuộc lào lào luôn rồi, mẹ yên tâm đi. Dạ yeah, rồi, đi. Đi chúc mẹ. Con thi đậu nha. Ừ. Thầy nhắc lại, không được mang tài liệu và các thứ không liên quan khác vào phòng thi. Nếu thầy phát hiện em nào quay cóp, thầy sẽ đến lập biên bản và cấm thi 3 năm. Các em rõ chưa? Dạ rõ. Rồi bây giờ các em chuẩn bị làm bài đi. Kia. Dạ. Em bị đánh dấu bài, em không cần phải thi nữa. Ủa thầy ơi, em đâu có làm đâu, thầy đánh dấu bài em thầy. Bắt qua tang em lấy tài liệu trong túi qua để coi phải không? Dạ đâu có thầy ơi, cái này là trứng gà. Tất cả im lặng. Thầy đã dặn rồi, không được mang tài liệu và các thứ không liên quan khác vào phòng thi. Dạ. Em. Em đã bị đánh dấu bài, không được thi nữa. Thầy ơi. Thầy ơi. Đọc xong thấy thế nào? Con biết rồi. Nếu như ngày đó mẹ không đưa cho con cái trứng gà thì con đã thi đậu rồi. Cách này hiệu nghiệm quá. Mình sẽ giết mình dán hết cả nhà luôn. Xin chào đón tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Thần Tượng Tương Lai mùa đầu tiên. Thưa ba mới về. À con. Thưa mẹ mới về. Ủa mẹ đang dán gì vậy mẹ? Mẹ đang dán những lá bùa để cho thằng Hạnh đừng có ăn. Rồi hôm nay ảnh có ăn gì không? Lá bùa hiệu nghiệm vô cùng, nó không ăn gì hết trơn. Ok, vậy là tốt rồi. Quá. Ngọt mùi. Ủa, mẹ nói mày nhịn đói chung con mà sao giờ mày ăn rồi? Chết, mẹ quên. Nè,
đói bụng đó phải không? Bây giờ khuya rồi, con lên con ngủ đi. Ngủ cái ngủ quên cái mình quên cái vụ đói à. Ngày mai đi xét nghiệm xong về muốn ăn gì mẹ làm cho ăn ha. Ngủ đi. Mẹ ăn đi, mẹ đâu đi xét nghiệm đâu, tự nhiên nhịn đói chung với con chi. Đói bụng cứ ăn đi. Chết không? Ừ. Con nó khóc hả? Vô dỗ nó coi. Con đã đánh mất tình bạn chỉ vì một cái bánh bông lan. Bạn. Vậy. Cho tôi ăn miếng bánh bông lan được không bạn? Ôi, muốn ăn ra căng tin vô đây tự nhiên sinh của tôi. Tôi ra căng tin tôi ăn hết hai đĩa cơm sườn rồi, bữa nay đi học thêm mẹ tôi không cho tôi tiền nhiều. Bạn cho tôi ăn miếng thôi. Nè, ăn đi. Cảm ơn bạn tốt của tôi. Ngon quá à. Ủa sao nói ăn miếng mà sao ăn gần hết. Trả lại đi. Thôi bạn ơi. Chết đi chết. Như Mập ơi, giờ này bà đang ở đâu? Bà đừng giận tôi nghe bà Như. Cầu cho bà ốm lại. Một con cù, hai con cù, ba con cù, bốn con cù, năm con cù, sáu con cù, ăn con cù luôn rồi. Trời ơi. Ây. Không buồn ngủ, không buồn ngáp luôn. Giờ đói bụng thôi. Trời ơi, chừng nào mới sáng đây trời. Mùi gì thơm quá vậy? Được rồi. Ba, mì gói nè, ăn đi ba. Không được. Cái gì hết hồn mày? Ngày mai ba mới đi xét nghiệm máu đó. Thì sao? Trời ơi, ba mới nhịn đói 12 tiếng trước khi làm xét nghiệm để cơ thể nó ổn định. Ổn định gì, có miếng mì thôi, căng thẳng. Không có được. Đi ba. Ba. Đưa đưa cho nó ăn. Uống nước không được. Không được. Uống nước cũng không được hả? Ba uống đi. Ba phải quyết tâm chứ ba. Ba nhìn cái bảng kìa. Rồi ba ăn xà lách có được không? Con đã đánh mất công việc chỉ vì một ổ bánh mì. Anh Hạnh, sao anh đang trong giờ làm việc? Bữa sau anh nhớ ăn trước khi đến công ty nha. Trước khi tới công ty có ăn rồi, nhưng mà trong lúc làm phải ăn dặm lại nữa. Yên tâm đi, ăn nhưng mà nhớ nhiệm vụ của tôi, mua 100.000 cổ phiếu đúng không? Đúng rồi. Gì đó bà? Ông ơi, xí quách gà, cái món ông thích nè. Trời ơi, cái món này là món khoái khẩu nhất của tôi nè. Mẹ ơi, xong rồi. Ê, con. Con hết sức khỏe xong rồi. Hết sức khỏe có chuyện gì không? Khỏe re bình thường, bây giờ con muốn ăn. Ồ, để mẹ muốn cháo gà cho con. Khỏi luôn mẹ, để con. Cái gì? Trời ơi, đổi lắm rồi. Thì mẹ lấy tô. Ngày khỏi luôn. Bán gì vậy ba? Đây là cái món khoái khẩu nhất của bà. Con xin lỗi nha. Nóng nóng con ơi, nóng. Tuyệt vời mẹ ơi. Nóng. Cái này ngon, cái này chấm với cái này ngon nè. Trời ơi mẹ ăn gì chứ con heo vậy con? Trời ơi con chừng phỏng con. Ăn gì chứ con heo vậy?
ngon mà ba. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vỡ.